mình sẽ hát đầu tiên. Ha ha, mình được lên thiên đường rồi. Tới lượt mình hát. Ôi trời, ta phải xuống địa ngục sao? Nóng quá đi mất thôi, tới lượt mình đây rồi. Ôi không ổn, các bạn ơi giúp tôi với. Nhấn like và đăng ký để giúp tôi nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mình hát thôi nào. Cuối cùng mình cũng lên được thiên đường rồi, sướng quá.